cách để bạn thu hút được nguồn lực và may mắn suốt cả ngày. Thì các anh chị hãy lấy giấy viết ra ghi lại những cái bước này và các anh chị mình hãy ứng dụng một cách nghiêm túc, thì các anh chị sẽ thấy cuộc sống của anh chị thay đổi một cách rõ rệt. Bước thứ nhất đó là hãy mỉm cười thật tươi khi vừa mới thức dậy, cười, nhe răng ra. Và bước thứ hai là khi bước xuống giường, anh chị hãy nói cảm ơn từng bước chân chạm xuống mặt đất. Và khi các anh chị chạm vào cái gì thì các anh chị hãy cảm ơn cái đó. Ví dụ như là chạm vào cái cửa thì mình cũng biết ơn cánh cửa nha. Rồi khi đi rửa mặt, đánh răng thì hãy biết ơn cái nguồn nước, vì có cái nguồn nước sạch để mình sống, để mình sinh hoạt. Và mình hãy biết ơn một ngày mới với cái lòng biết ơn và yêu thương và sống trọn vẹn. Và bước thứ ba là hãy tuyên bố những cái câu đầy cảm xúc sau đây. Anh chị mình hãy ghi ra nha. Hôm nay là một ngày thành công về tài chính, hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận, hôm nay là một ngày bùng nổ về tiền. Tôi ngày càng thành công, ngày và đêm tôi thành công một cách phi thường. Công việc kinh doanh của tôi ngày càng phát triển, quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng và tài sản của tôi liên tục gia tăng gấp 1.000 lần. Và tôi, gia đình tôi và đội nhóm của tôi xứng đáng thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn suốt cuộc đời. Yes. À, rồi. Và bước thứ ba là các anh chị mình hãy ngồi xuống và viết ra 10 điều biết ơn, rắc bụi phích màu cho ngày mới. Và bước cuối cùng là các anh chị hãy nghĩ và hình dung tưởng tượng những cái mục tiêu trong ngày của mình đã hoàn thành. Ngày hôm nay mình nghĩ nó đã thành công, cuối ngày mình ghi lại đó. Thì khi cái bức tranh ở trong tâm trí của mình nó hoàn hảo rồi thì tất cả mọi việc nó sẽ bắt đầu và nó sẽ đạt được cái mục tiêu. Và bước thứ tư là hãy đọc sách. Bạn hãy cho não của mình ăn trước, cho cơ thể hấp thụ những cái kiến thức. Nên là các anh chị mình hãy lưu lại cái video này. Còn nếu như anh chị nào mà chưa có ghi kịp những cái câu đó thì có thể nhắn tin cho Lý. Lý sẽ gửi tặng cho các anh chị những cái câu tuyên bố đó. Và Lý còn rất là nhiều cái câu tuyên bố mà giúp cho mình có những cái thành công, khỏe mạnh và những cái điều tuyệt vời may mắn đến với mình. Và Lý cũng xin chúc cho tôi và đội nhóm của tôi và tất cả mọi người chạm đến tôi đều thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn suốt cuộc đời. Yeah.